về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện học, tải ngay về danh. Xin chào tất cả các con. Chào mừng các con đã đến với lớp học của cô Huyền. Hello everyone. Welcome you guys to my class. Hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau học bài Fluency Time. Lesson 1 Everyday English. Trong bài này, chúng mình sẽ thực hành kỹ năng nghe và nói nhiều hơn để chúng mình có thể giao tiếp được trôi chảy. Không còn chần chừ gì nữa, chúng mình cùng nhau bắt đầu buổi học ngày hôm nay với phần số 1 nhé. 1. Watch and listen. Read and say. Xem và nghe, đọc và nói. Trước tiên, cô mời các con nhìn vào hai bức tranh ở trên màn hình. Chúng mình có thể nhìn thấy có một người mẹ và hai người con đang trong một bữa ăn. Chúng ta sẽ cùng nhau quan sát đoạn hội thoại ở bên dưới nhé. Mom, mẹ, do you like salad? Các con nghe và nhắc lại theo cô nào. Do you like salad? Các con có muốn ăn salad không? Yes, I do. This is yummy. Còn có, nó thật là ngon. Good. I'm happy you like it. Tốt. Mẹ rất vui vì con thích nó. Do you like rice? Con có muốn ăn khoai tây chiên không? No, I don't. And I'm full. Con không, con no rồi. Thank you for dinner. Cảm ơn mẹ về bữa ăn. Bây giờ chúng mình cùng nhau nhà phải nhà nhé. Listening 79. Listen. Read and say. 1. Do you like salad? Yes, I do. This is yummy. Good. I'm happy you like it. 2. Do you like fries? No, I don't. And I'm full. Thank you for dinner. Như vậy, các con vừa mới lắng nghe tai nghe rồi. Bây giờ, chúng mình sẽ cùng nhau thực hành đọc lại một lần nữa nhé. Các con nghe và nhắc lại theo cô. Do you like salad? Yes, I do. This is yummy. It. I'm happy you like it. Do you like fries? No, I don't. And I'm full. Thank you for dinner.
Như vậy, chúng mình đã hoàn thành xong phần số 1 rồi. Chúng ta cùng nhau chuyển sang phần số 2 nhé. Two, watch and listen. Number. Xem và nghe, sau đó đánh số. Ở đây chúng mình tiếp tục được lắng nghe đoạn hội thoại giữa ba mẹ con. Bức tranh số 1 sẽ là bức tranh A. Các con nghe xem những cái sự việc nào xảy ra tiếp theo để đánh số 2, 3 và 4 tương ứng nhé. Các con sẽ nghe hai lần. Lần 1 nghe và tự làm. Lần số 2 nghe và kiểm tra đáp án. Listening 80. Listen and number. 1. Mom, may I go and play in my bedroom? Yes, okay. 2. Kate, do you like chocolate ice cream? Yes, I do. 3. Great! Chocolate ice cream! But you're full, James. 4. Yes, but chocolate ice cream is my favorite food. Các con đã hoàn thành xong bài nghe của mình chưa? Lượt nghe số 2. Cô Huyền sẽ chữa nhé. Listening 80. Listen and number. 1. Mom, may I go and play in my bedroom? Yes, okay. Mẹ, con có thể chơi ở trong phòng ngủ của con được không? Và mẹ trả lời, được thôi. Two. Kate, do you like chocolate ice cream? Sau đó mẹ quay sang hỏi cô gái là Kate, do you like chocolate ice cream? Con có thích ăn kem sô-cô-la không? Yes, I do. Và bạn nữ trả lời, yes, I do. Như vậy bức tranh số 2 sẽ phải đi với hình gì nhỉ? Chính xác, nó là hình B. Bởi vì chúng mình có thể thấy ở hình B, bạn James, bạn ấy đang đứng dậy để bạn đi vào phòng ngủ rồi. Và mẹ và bạn Kate là bạn nữ đang nói chuyện với nhau. Như vậy bức tranh B sẽ là được đánh số 2. Tiếp tục nhé. 3. Great! Chocolate ice cream! But you're full, James. Sau đó bạn James mới nói là tuyệt vời, kem sô-cô-la. Và bạn Kate trả lời, nhưng mà em đã no rồi mà. You're full, James. Full nghĩa là no bụng. Như vậy, bức tranh số 3 sẽ là hình D. Bạn hết bạn ấy đang quay ra để bạn ấy nói là nhưng mà em đã no rồi. 4. Yes, but chocolate ice cream is my favorite food. Và bức tranh số 4 sẽ đi với hình C. Bạn James đã trả lời đúng rồi nhưng mà kem sô cô la là đồ ăn yêu thích của em. Như vậy các đáp án sẽ tương ứng ở trên màn hình. Các con làm đúng bao nhiêu câu trên 3 câu vừa rồi? Cô Huyền hy vọng các bạn làm đúng hết. Bây giờ chúng mình cùng nhau chuyển sang phần cuối cùng nhé. 3. Look at the food words. Ask and answer. Nhìn vào những cái từ vựng liên quan đến chủ đề đồ ăn, hỏi và trả lời. Trước tiên, cô mời các con nhìn vào các từ vựng. Nghe và nhắc lại theo cô nhé. Yogurt. Yogurt. Carrots.
towers. Rice. Juice. Milk. Ở đây chúng mình thấy có 5 từ vựng và nghĩa lần lượt là sữa chua, cà rốt, cơm, nước ép và sữa. Trong bài này chúng mình sẽ dùng cấu trúc câu Do you like cộng với tên đồ ăn để hỏi xem các bạn khác có thích đồ ăn hoặc đồ uống đó không? Nếu thích, chúng mình trả lời Yes, I do. Nếu không, chúng mình trả lời No, I don't. Trước tiên, hãy cùng nhau đọc đoạn hội thoại giữa hai bạn nhỏ này nhé. Nghe và nhắc lại theo cô nào. Do you like yogurt? Yes, I do. Do you like juice? No, I don't. Cậu có thích sữa chua không? Tớ có. Cậu có thích nước ép không? Tớ không. Bây giờ, cô Huyền sẽ nói câu tiếng Việt và mời các con đặt câu tiếng Anh tương ứng nhé. Các con đã sẵn sàng chưa nào? Câu đầu tiên, mời các con đặt câu. Cậu có thích cà rốt không? Do you like carrots? Do you like carrots? Tớ có. Yes, I do. Yes, I do. Câu số 2. Cô mời các con đặt câu. Cậu có thích cơm không? Do you like rice? Do you like rice? Tớ không. No, I don't. No, I don't. Và câu cuối cùng, mời các con đặt câu. Cậu có thích sữa không? Do you like milk? Do you like milk? Tớ có. Yes, I do. Yes, I do. Như vậy,
Chúng mình vừa mới hoàn thành xong bài tập cuối cùng của buổi học ngày hôm nay rồi. Các con về nhà ôn tập các từ vựng liên quan đến chủ đề đồ ăn, đồ uống và cấu trúc câu Do you like? Cộng với danh từ. Trả lời có, yes I do. Trả lời không thích, no I don't nhé. Hẹn gặp lại các con vào buổi học lần sau. Goodbye and see you later. Khóa học về rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.